Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hội để tiếp tục những clip về mèo thuật. Hôm nay Hội sẽ chia sẻ mọi người cách làm sao chúng ta có thể tải cái game Dream League Soccer 2022 bằng hai cách hiệu quả nhất nha các bạn nha. Và nếu các bạn thấy clip này hay quá, hãy like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, rồi các bạn sẽ lên Chrome nè. Đây. Lên trình duyệt Chrome. Sau đó các bạn sẽ tìm cái từ khóa này cho mình DLS đây. DLS 2022 nè, các bạn thấy cái đề xuất nào các bạn, cái dòng thứ hai các bạn nhấn vào thì nó sẽ cái này, sau các bạn nhấn vào tìm hiểu thêm. Đấy. Rồi nó sẽ dẫn sang CH7 của các bạn nha. Đấy, thì trường hợp các bạn nó cho các bạn cài đặt thì các bạn nhấn vào cài đặt nha. Trường hợp như mình nó không cho cài đặt này các bạn, thì mình sẽ tắt hẳn cái ứng dụng Chrome này đi nha. Rồi sau đó mình sẽ ra ngoài CH Play nè. Rồi các bạn vào CH Play đúng không? Đấy. Rồi các bạn tải cái ứng dụng Kiwi VPN về cho mình nha. Nó đề xuất các bạn. Đấy, các bạn có thấy cái chữ 2020 này không? Các bạn nhấn vào, sau đó các bạn cài đặt cho mình nha. Thì mình cài đặt rồi. Ok chưa? Sau khi mà cài đặt cái ứng dụng Kiwi VPN xong, các bạn thì tắt hẳn cái Google Chrome CH Play này luôn, tắt hẳn luôn. Rồi, sau đó các bạn nhấn giữ vào biểu tượng CH Play này, sau đó các bạn chọn cái chỗ chữ Y á. Cái chỗ thông tin ứng dụng á, các bạn chọn một là bộ nhớ và bộ nhớ đệm. Sau đó các bạn nhấn vào xóa bộ nhớ đệm nè, xóa bộ nhớ nè. Ok đúng không? Rồi sau đó thì các bạn sẽ vào Kiwi VPN cho mình. Rồi các bạn vào Kiwi VPN. Rồi, các bạn chọn cái dòng thứ ba Best Location cho mình. Rồi. Các bạn chọn là Singapore cho mình nha. Rồi các bạn nhấn kết nối. Đấy. Ok, các bạn nhấn ok cho mình cho nó cấp phép nha. Rồi ok rồi bạn. Nó để kết nối rồi các bạn nha. Rồi cái phần quảng cáo này các bạn sẽ tắt đi nha. Rồi tắt cái quảng cáo đi. Ok, để kết nối rồi các bạn. Rồi các bạn vào trong cái mục cài đặt này, vào trong cái mục ứng dụng này các bạn. Rồi các bạn hàng xác play này, các bạn nhấn vào, các bạn nhấn mở nè, thì nó sẽ tải lại cái xác play cho các bạn nha. Rồi rồi các bạn sẽ tìm là DLS 2022. Đấy. Rồi các bạn nhấn tìm cho mình. Ok, thì đối với cái trường hợp mà các bạn dùng như thế này là bạn vẫn không tải được nha, các bạn làm hết cách nhưng mà cũng không được, thì các bạn sẽ lên trên Google, các bạn tìm là DLS. Đấy. Các bạn tìm cái này từ khóa này cho mình. Đây, các bạn nhấn vào giữ vào cái tên này, các bạn copy cái tên này cho mình, sao chép nè. Rồi các bạn bấm dấu X xóa cái nội dung tìm kiếm này, các bạn dán vào, xong rồi thêm chữ APK. Đấy. Rồi thì các bạn sẽ ra cái ứng dụng là Dream League Soccer 2022 for Android nè các bạn. Đấy, thì các bạn sẽ download cái APK này về, sau đó các bạn cài đặt, các bạn chơi thôi, vô bình thường luôn nha các bạn nha. Và các bạn là bạn mới đấy, các bạn là chọn loại tên là nhấn OK thì nó sẽ tải về. Thì mình sẽ đợi qua cái phần này, sau đó mình sẽ cài thử xem chơi được không nha các bạn nha. Rồi mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này nha. Để mà tốc độ cái sao ta? Để mà tốc độ cái tải cái game này nó nhanh á, thì các bạn sẽ tắt cái Kiwi VPN này nha. Tại vì lúc này các bạn không cần dùng cái Kiwi VPN nữa, các bạn tắt luôn. Tắt luôn cho mình. Để cho tốc độ tải nó nhanh nha các bạn. Đấy. Trường hợp các bạn không tải qua CH Play á, nếu mà CH Play nó không cho các bạn tải á, thì các bạn tắt hẳn VPN Kiwi VPN luôn nha. Đấy, để cho nó tải cái game này nó nhanh thông qua cái trình duyệt web nha các bạn nha. Tại vì các bạn tải thông qua trình duyệt web á, nó không cần phát VPN làm gì hết. Đấy. Các bạn thấy tốc độ mạng của mình nó tải nhanh hơn rồi các bạn. Ok, thì mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này nha các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ tải xong rồi mình sẽ nhấn vào cài đặt nha các bạn nha. Và mình nhấn cài đặt này, thì nếu mà cài được thì là ok, thì như thành công nha các bạn, chứ mình không có test game chơi nha, vậy nó khá mất thời gian. Còn mình nhấn cài đặt nè. Rồi thì mình nhấn mở đây. Ok, và game thành công nha các bạn nha. Đấy. Ok rồi. Thì nếu các bạn thấy clip mình hay quá, hãy like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn, và đặc biệt là để thông báo YouTube để xuất video của mình đến nhiều người hơn. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn nút rung chuông để theo dõi clip mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.